Theo bài viết Nguy cơ đóng băng thị trường khi đánh thuế lũy tiến bất động sản trên báo lao động, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang trải qua nhiều biến động, đề xuất của Bộ Xây dựng về đánh thuế lũy tiến đối với cá nhân sở hữu nhiều nhà và đất đang nhận được nhiều sự quan tâm, trong đó không ít ý kiến lo ngại về nguy cơ thị trường bị đóng băng. Các ý kiến cho rằng chưa nên đánh thuế bất động sản ở thời điểm này do hiện nay cơ sở dữ liệu đánh thuế chưa đầy đủ bởi lẽ các chính sách thuế sẽ khó phát huy được hiệu quả, thậm chí có thể gây ra sự bất ổn xã hội và làm mất cân bằng thị trường. Việc giá nhà tăng nguyên nhân chính yếu là do cán cân cung cầu bị lệch, nguồn cung thì quá yếu, thiếu tính đa dạng và phù hợp với số đông của người dân, trong khi lực cầu lại rất lớn điều cần phải làm chính là căn chỉnh lại cán cân cung cầu để cho cung có cơ hội tịch tiến dần đến mức sát với lực cầu. Chỉ khi đó giá bán mới có cơ hội được điều chỉnh. Cũng liên quan đến thị trường bất động sản, bài viết thêm nguồn cung nhưng giá trung cư khó giảm, dẫn báo cáo thị trường bất động sản quý 3 năm 2024 của nhiều đơn vị tư vấn bất động sản cho thấy, phân khúc nhà chung cư là điểm nhấn bất ngờ nhất khi mà tiếp đà tăng mạnh giá bán. Một số chuyên gia nhận định đỉnh giá mới tiếp tục được thiết lập và khó có khả năng giảm trong thời gian tới trước mắt. Trong bối cảnh quỹ đất ngang ngày càng khan hiếm, đặc biệt là ở những vị trí trung tâm, doanh nghiệp phải bỏ ra số tiền lớn để sở hữu, khi giá đất cao, nếu phát triển các sản phẩm bình dân, doanh nghiệp sẽ lỗ. Vì vậy, các vị trí đẹp sẽ cần những sản phẩm tương xứng. Điều này đồng nghĩa với việc giá trung cư sẽ khó giảm. Giá điện tăng 4,8%, dân phải trả thêm 62.150 đồng một hộ một tháng là nhân đề bài viết đáng chú ý trên báo Tiền Phong số ra hôm nay. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đã quyết định tăng giá bán lẻ điện bình quân thêm 4% từ ngày 11 tháng 10. Theo đó, giá điện bán lẻ bình quân sẽ tăng từ 2.006,7 đồng 1 kWh lên 2.103,1 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Việc tăng giá điện làm tăng CPI 0,04%. Người dân dùng điện sinh hoạt phải trả thêm 62.150 đồng một hộ một tháng, trong khi doanh nghiệp phải trả thêm 499.000 đồng một tháng. Với việc điều chỉnh giá điện lần này, tính từ đầu năm 2023, EVN đã 3 lần điều chỉnh giá điện và thực hiện trong thẩm quyền với mức tăng 3% và 4,5% và 4,8%. Trên báo Nhân dân có bài xã luận phát huy xu thế tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc những lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trên cương vị mới. Đón tiếp Thủ tướng Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, Việt Nam tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, đưa quan hệ đối tác đi vào chiều sâu tăng độ tin cậy, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. Truyền thăm cũng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Mục chính sách và cuộc sống trên báo đại biểu nhân dân số ra hôm nay có bài Chuẩn bị văn bản hướng dẫn phải từ sớm từ xa. Sau hơn 2 tháng kể từ khi Luật Đất đai năm 2024, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực, việc ban hành các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của địa phương vẫn rất chậm trễ. Vẫn biết các địa phương phải chịu áp lực lớn về mặt thời gian và độ khó của các vấn đề, song việc không thể hoàn thành các văn bản hướng dẫn ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai ba luật quan trọng này, nhất là Luật Đất đai năm 2024 do có nhiều nội dung dung quan trọng đã được phân cấp cho chính quyền địa phương. Sau thành công của Đào, Phở và Piano, có thể thấy nhiều phim đầu tư từ ngân sách có thể phát hành thương mại và thành công. Nhưng vì sao con đường ra dạp vẫn gập gành? Theo bài viết, phim do nhà nước đầu tư gập gành con đường ra dạp trên báo Đại đoàn kết cần có quy định về phát hành và phổ biến phim sử dụng ngân sách nhà nước hay nói cách khác là phim do nhà nước đặt hàng những bộ phim này thường rơi vào tình trạng sản xuất xong để đấy mà không thể phát hành không phổ biến rộng rãi nguyên nhân được chỉ ra là do khoảng trống trong cơ chế sản xuất và phát hành phim sử dụng kinh phí ngân sách của nhà nước vì vậy sau khi hoàn thành và trình chiếu ít buổi các bộ phim này thường lại cất đi